sáng sắc lẹm, đao đã rút về, vô quyết đao Kiều Tấn Phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Trang Chủ, Ô Đao và Dân Lôi Đao Pháp là vật thống soái võ lâm, nếu ngươi đã thích thì cứ tận hưởng đi. Chi bằng nhượng bộ, giao nó cho ta cũng coi như có chút giá trị. Muốn làm võ lâm minh chủ, ngươi không xứng. Cái này không cần ngươi suy xét. Xem ra các ngươi đã thương lượng xong rồi, muốn giúp đỡ bại loại võ lâm này, ngồi lên vị trí võ lâm minh chủ sao? Thẩm Vũ Sơn, đừng có nói năng ngông cuồng. Giao Ô Đao và Dưng Lôi Đao Pháp ra đây, ít nhất có thể cho ngươi toàn thây. Ngươi vẫn cố chấp, không chịu tỉnh ngộ cũng được. Hôm nay cho ngươi mở rộng tầm mắt, thế nào là Dưng Lôi Đao Pháp thực sự? Mừng Kiều Trang Chủ, Kiều Trang Chủ chắc chắn sẽ ngồi lên vị trí võ lâm minh chủ, thống nhất võ lâm. Cha, con kiếm khắp trong ngoài rồi, không kiếm được gì. Nhưng mà trong quả lò, con phát hiện một ít tro tàn, chắc chắn là bị hắn đốt rồi. Không lấy được Dân Lôi Đao Pháp, Ô Đao này không thể có quy lực, chỉ là thứ bày biện. Quy tắc giang hồ, không biết dùng Dân Lôi Đao Pháp thì không thể hiệu lệnh võ lâm. Con vừa thẩm vấn người hầu Thẩm gia, nói con gái Thẩm Vũ Sơn còn có mấy đệ tử cùng nhau chạy trốn rồi. Nơi đây đã bị bao dây trùng trùng, bọn chúng chắc chắn chạy không thoát, tìm kiếm sĩ cho ta. Sư phụ hắn muốn chạy trốn, bị đệ tử phát hiện bắt về. Giết đi, đại hiệp xin tha mạng. Tôi không thù không oán với ông, ông không thể giết tôi được. Tôi có thể đưa các ông đi tìm Dân Lôi Đao Pháp. Ông đi theo tôi. Tôi biết con gái của Thẩm Vũ Sơn ở đâu. Không sao, đừng sợ. Mời. Bên này. Thank you.
Hà Dị Đại Hiệp. Cô ta chính là con gái của Thẩm Vũ Sơn, Thẩm Thu Bạch. Tô Năng, tên tiểu nhân ngươi, cha ta không hề bạc đãi người, tại sao người lại hại tụi ta? Có tốt với ta nữa cũng không thể kêu ta bồi tán chứ. Sư phụ nếu như còn sống cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Cô hãy hiểu cho ta. Giao Dương Lô Đao Pháp ra đây. Đao Pháp đã đi theo gia phụ. Hai vị đại hiệp, đừng để cô ta lừa gạt đó. Sách Dương Lô Đao Pháp đúng là đã bị tiêu hủy rồi, nhưng Dương Lô Đao Pháp vẫn chưa thất truyền. Người có ý gì? Đao Pháp này ở trong chiếc đàn. Cha, con đã ghi nhớ rồi. Lạc Nhi, khúc đàn này chuyển quá từ Dân Lô Đao Pháp. Để tránh rơi vào tay Kiều Tấn Phong, ta sẽ hủy bỏ quyển sách. Sau khi quan binh tấn công, con chạy trốn theo mật đạo ở Sương Phòng. Đừng có lưu luyến gì, làm theo ý của ta. Không muốn con bước chân vào võ lâm, vì vậy không truyền võ nghệ cho con. Nhưng nay chuyện đã quá cấp bách, cũng không còn cách nào khác. Cha yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ cầm phổ. Được, nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Nhớ kỹ, chuyện này không được để các huynh đệ biết, nếu không đao pháp sớm muộn cũng sẽ lộ ra ngoài. Gia phụ luôn nghiêm khắc khi nhận đồ đệ, không ngờ là để lọt một bại loại như ngươi. Đại hiệp, Thẩm Vũ Sơn đã sửa đao phổ thành cầm phổ. Vậy tại sao ngươi không tự luyện mà lại nói cho ta? Ta không hiểu âm luật, chẳng nghe ra cái gì cả. Ngươi đừng có giở trò trước mặt trang chủ ta, tại hạ không dám. Đây chính là chỗ giảo hoạt của Thẩm Vũ Sơn. Thế gian này rất ít người giống hắn, vừa hiểu đao pháp, vừa hiểu âm luật. Vì vậy, giải được khúc phổ này chỉ có người như đại hiệp mới có thể. Được. Ngươi đúng là kẻ thức thời, bổn trang chủ thích. Không giống những đệ tử khác của Thẩm Vũ Sơn, ngoan cố đứng đầu. Mong đại hiệp nhận tại hạ làm đồ đệ. Nếu bổn trang chủ thực sự luyện thành đao pháp, ngươi là người có công đầu. Nếu như không được, ngươi sẽ phản bội tán cô ta. Đệ tử đã rõ. Quận Dương, thế nào rồi? Thuộc hạ đã tìm được Dân Lô Đao Pháp. Tin rằng không lâu nữa có thể đại công cáo thành, thống soái võ lâm. Được. Ngươi cũng biết, không có Ô Đao và Dân Lô Đao Pháp, ngươi chẳng là cái gì hết. Vị trí trang chủ này ta đã thu xếp thỏa đáng cho ngươi rồi. Ngươi phải tranh thủ thời gian đi, đừng làm chậm đại sự của bổn dương. Thuộc hạ rõ. Tiếng nói chư hầu trên triều đình ngày càng lớn, xì xào về bổn dương rất nhiều. Dám lấy phần của ta, đợi bổn dương thống trị được cả võ lâm dưới trướng, bổn dương sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của ta. Mọi thứ nghe theo Quận Dương dặn dò. Chúc Quận Dương sớm được như ý nguyện. Đến khi đó, mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, ta sẽ phong ngươi làm hộ quốc tướng quân.
Đa tạo quận Dương. Không đặng được cảm pháp cho bổn trang chủ, có tin ta giết ngươi không? Uổng cho cái thanh danh Càn Dương trang chủ của ông. Võ không thể trấn giang hồ, đức không thể phục chúng nhân, chỉ biết uy hiếp. Ta là một cô nương thân nhược không biết võ công, không sợ người giang hồ chê cười sao? Đừng đánh giá ta quá cao, người cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vì Lô Dân đao pháp, ai ta cũng có thể giết, có bản lĩnh. Thì giết ta ngay đi, trang chủ cái này có cần ghi không? Cút ra ngoài. Dạ. Sư phụ thế nào rồi? Giống hệt cha của nó, cũng là một kẻ chưa thế quan tài chưa đổ lệ. Chi bằng để đệ tử thử coi. Sư muội, ngươi đến làm gì? Ngươi làm ta quá thất vọng. Muội thực sự cho rằng sư huynh là kẻ tham sống sợ chết sao? Chết thì huynh không sợ, huynh chịu nhục để sống là vì muốn báo thù cho sư phụ. Muội nghĩ mà coi, nếu như tới cái mạng còn không giữ được thì thù này làm sao mà báo được? Huynh nói có thiệt không? Bao nhiêu năm rồi, lẽ nào muội không tin huynh sao? Giờ thế này, nếu như muội không giao cầm phổ ra, huynh sợ chúng sẽ chó cùng dứt dậu thiệt đó. Chi bằng thế này, cũng không thể giao Dân Lô đao pháp cho chúng. Nếu như chúng học được thì còn nguy hiểm hơn. Sư muội, muội hãy nghĩ kỹ đi. Dân Lô đao pháp này ngoài muội ra còn có ai biết nữa? Nói cách khác, dù muội đàn khúc nhạc nào đi nữa, chúng cũng sẽ tưởng là thiệt. Hơn nữa, cách chuyển từ cầm phổ tới đao phổ có quá nhiều biến hóa, người thường sao mà hiểu được? Nếu võ công của hắn không có tiến bộ, cũng sẽ hoài nghi huynh thôi. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, muội giao cầm phổ thật cho huynh, tấu cái giả trước mặt hắn, không cần nhiều thời gian, đợi ta luyện thành Dân Lô đao pháp, sẽ tiêu diệt cha con Kiều thị, báo được mối thâm thù của Càn Dương Sơn Trang. Sư muội, muội phải tin tưởng huynh. Lẽ nào muội đã quên điều ta từng hứa với muội rồi sao? Tô đại ca, sư phụ, cô ta dù gì cũng là nữ nhi, lại bị ngươi gạt như vậy. Cô ta tưởng giao cho đệ tử bản thiệt, còn đàn bản giả cho sư phụ, nhưng lại không biết bản giả chỉ là cái che mắt mà thôi. Như vậy cô ta mới thật sự tin đệ tử. Nhưng mà sư phụ, sư phụ phải giả như nghe đàn thiệt chú tâm, như vậy vở kịch này mới tiếp diễn được. Vậy ta làm sao mà tin được? Người giao cho ta bản thiệt cái này không phải sư phụ, còn đâu dám giấu giếm gì. Hơn nữa đệ tử không hiểu âm luật, biết luyện từ đâu đây? Vậy sao ta biết ngươi có hiểu âm luật hay không? Sư phụ yên tâm, Dân Lô đao pháp này đệ tử quyết không dám âm thầm luyện. Hơn nữa, chỉ có đại hiệp như sư phụ mới xứng luyện Dân Lô đao pháp này, đệ tử đâu thể nào luyện được. Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Thần nhi, nếu linh hoạt được một phần của ngươi thì tốt. Sư đồ chúng ta cùng luyện, về sau ô đao này chắc chắn thuộc về ngươi. Sư phụ đánh giá đệ tử cao quá rồi,
có việc gì cần tới đệ tử. Đệ tử thấy chết không từ. Nào sư phụ, uống trà khi còn ấm. Hôm nay tới đây thôi, lần sau ta có tâm trạng sẽ nói tiếp. Tiên sinh hãy nhớ kỹ, trang chủ yên tâm không bỏ sót gì. Tiên sinh vất vả rồi, chút thành ý này xin nhận lấy. Ngươi mời thẩm cô nương lui về nghỉ ngơi. Sư phụ, tại sao lại như vậy? Khúc nhạc thẩm thu bạch tấu không phải là giả sao? Làm sao để thẩm thu bạch không gọi nghi chúng ta? Có chiêu này, ta nghĩ cô ta phải tin tưởng không nghi ngờ ngươi chứ. Đệ tử hiểu rồi, như vậy thẩm thu bạch sẽ không phát hiện ra sư phụ đã biết mọi chuyện rồi. Hơn nữa, dù có là giả đi nữa cũng không thể để người ngoài biết được. Ai mà biết trong khúc giả này có bao nhiêu phần là thiệt. Đệ tử hiểu rồi. Cha, thần Di. Thần Di, muốn nên đại sự thì phải nhẫn. Cha rất hy vọng vào con. Con có hiểu ý ta không? Con không hiểu. Có thể luyện được dừng lùi đao pháp ngoại cha ta, còn có con. Nhưng cha bây giờ buộc phải lấy lòng Tô Năng. Đợi ta luyện thành công rồi, hắn cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Vì vậy con không phải quá để ý đến hắn. Con hiểu rồi. Giang hồ hung hiểm, con phải cảnh giác như sói, phải đề phòng mọi người xung quanh. Tô Năng này phản bội sư môn không hề luyến tiếc, vô cùng nguy hiểm, phải coi cho chặt, đề phòng hắn giấu chúng ta luyện đao pháp. Dạ thưa cha. Công tử, giờ uống ly rượu đi. Công tử, giờ uống một ly đi. Dương công tử, ngài tới rồi. Tô đại quan nhân tới rồi. Di An đâu? Có đây. Di An, Di An, mau xuống đây. Tô đại quan nhân tới rồi. Tới đây, tới đây. Tô đại gia, ngài coi ngày nào ngài cũng tới đây, sao vẫn còn gấp gáp thế này cơ chứ? Ngài từ từ thôi. Đại gia, ngài coi chỗ chúng tôi mới tới tiểu hồng, tiểu hoàng, tiểu lục rất là xinh đẹp. Ngài muốn cô nương nào? Tránh ra. Đại gia, ngài tới đây chả nhẽ không tìm cô nương nào? Công tử, mời lên lầu uống với ta một ly. Tiểu mỹ nhân, ngày mai ta sẽ chuộc nàng ra. Làm gì vậy? Đi nào.
Thiệt đúng là, sao còn ngại thế? Vui thì cứ vui thôi. Đáng ghét. Đáng ghét. Bao lâu không tới rồi? Tiểu mỹ nhân, đợi lão tử phi hoàng đằng đạt rồi sẽ chuộc nàng ra ngoài, chúng ta cao chạy xa bay, làm một đôi uyên ương thần tiên quyến lữ có được không? Chàng không được gạt người ta, ta đã bao giờ gạt nàng đâu. Từ đây tới Nhuận Châu còn bao xa? Bẩm báo Ngụy đại nhân. Qua Tuyên Châu là tới Nhuận Châu rồi, chắc còn phải đi 5 ngày nữa. Phái người truyền thư gấp báo tiết độ sứ Nhuận Châu Phạm Tư Thành, chúng ta sẽ tới sau vài ngày. Dạ đại nhân. Quận Dương triệu kiến thuộc hạ khẩn cấp. Không biết là chuyện gì, Kiều Trang chủ, dân lô đao pháp của ông luyện tới bước nào rồi? Vẫn đang phải nghiên cứu. Các ngươi giúp ta đi giết một người. Quận Dương xin cứ dặn dò. Ngự sử cẩu hoàng đế phái tới Ngụy Thế Trung hiện chắc sắp tới Nhuận Châu rồi. Triều đình cử hắn tới làm thích sử Nhuận Châu, chẳng qua là muốn theo dõi ta, ép ta về kinh thành làm một vị quan hữu danh vô thực, dễ bề chia đất phong quyền. Bổn vương sao có thể nhẫn nhịn hắn? Không được để hắn bước vào Nhuận Châu nửa bước. Thuộc hạ tuân mệnh. Bây giờ chưa tới lúc lật mặt, làm việc sạch sẽ chút. Ta không muốn để lọt manh mối nào. Thuộc hạ đã hiểu rồi. Quận Dương, Quỳnh Linh ca đã nấu xong. Đắng quá. Ngươi là ai, dám cản đường xe Khâm Sai đại nhân? Không mau tránh ra, người muốn mạng của ngươi. Sư huynh,
đây là phần cuối cùng rồi sao? Đúng vậy, gia phụ đưa cho muội chỉ có thế. Tốt quá rồi sư muội, đợi huynh luyện thành Dân Lô đao pháp, huynh sẽ giết cha con Kiều thị, đoạt lại sơn trang, dựa cả vào huynh. Chúng ta đồng mệnh tương liên, khách sáo với huynh làm gì? Dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ chăm sóc cho muội. Có điều hiện giờ vẫn cần sư muội ẩn nhẫn một thời gian. Muội hiểu. Chỉ còn chỗ này. Dạ thưa sư phụ, cô ta nói không còn nữa. Cô ta liệu có gạt chúng ta? Chắc không phải đâu. Đệ tử tuy không hiểu âm luật, có điều đệ tử nghe cô ta đàn giống với khúc nhạc đàn được nghe hôm đó, chắc chắn không sai. Vậy được, ngươi đã lập công lớn, để sau sư phụ sẽ thưởng cho ngươi. Đa tạ sư phụ. Thẩm Thu Bạch này còn giữ lại không? Tạm giữ lại cái mạng của cô ta, đợi ta luyện thành rồi tính. Sư phụ, đây chính là bản cô ta đưa cho đệ tử. Sư phụ, đại công cáo thành. Nhưng sư phụ hiện nay vẫn không thể đã thông hoàn toàn những chiêu thuật này. Muốn xuất thần nhập hóa, cần phải có thời gian. Hiện nay trong thiên hạ, ngoài sư phụ ra, còn có ai biết Dân Lô đao pháp? Dù sư phụ có cần thời gian thì cũng có làm sao. Kiều trang chủ, nghe nói ngài đã luyện được thành công rồi. Không giấu quần dương, mới được 8-9 phần, không quá 3 tháng chắc chắn thành công. Tới lúc hiệu lệnh võ lâm giúp quần dương hết mình. Được, đại sự của ta có hy vọng rồi. Thế này, người phát đi giang hồ lệnh, đưa những năng nhân dị sĩ về dưới trướng của ngươi. Nếu như có người không nghe hiệu lệnh của ngươi, người biết phải làm thế nào rồi chứ? Giống như bóp chết một con ruồi. Phát đi giang hồ lệnh, để trưởng môn chư pháp nghe hiệu lệnh của ta. Nếu có ai không biết tốt xấu, không nghe theo hiệu lệnh, giết không tha. Rõ. Thiếu trang chủ, không có ai. Vô Ảnh Thần Điếu Diệp Khai này vô cùng hiển hách trên giang hồ, là cao thủ trong 10 binh khí mạnh nhất. Nếu như chúng ta có thể sử dụng, chắc chắn sẽ giúp được cha ta thành đại sự. Vậy chúng ta hãy đợi thêm đi, không cần. Diệp Khai này là tránh mặt ẩn giật rồi. Sư phụ, sao lại tránh mặt họ? Người có biết
chúng là người của Càn Dương Sơn Trang không? Từ khi Kiều Tấn Phong dùng âm mưu hại chết Tẩm Trang Chủ, bá chiếm Càn Dương Sơn Trang, khiến giang hồ ban ngày ban mặt trắng đen điên đảo. Vô Quyết Đao Kiều Tấn Phong, hắn chẳng qua chỉ là một con chó của triều đình. Dựa vào cái gì mà hiệu lệnh thiên hạ, Kiều Trang Chủ có lệnh đi theo thì sống, nghịch phản thì chết? Hai vị tiền bối, Ô Đao hiệu lệnh giang hồ là quy tắc, mong hai vị suy xét. Ít lời thôi, tiếp chiêu. Rất nhiều người do thế lực kém và những người bất đắc dĩ trong giang hồ dần dần đi theo Kiều Tấn Phong. Sư phụ cả đời hiệp nghĩa, với sức lực của ta lại không kháng cự được Càn Dương Trang Chủ. Hôm nay xin mời đại hiệp tới Càn Dương Sơn Trang ta gặp mặt phụ thân của ta. Ta từ lâu không màng chuyện giang hồ ồn ào đấu đá, không liên quan tới bần tăng nữa. Người giang hồ coi trọng quy tắc, thủ đoạn hèn hạ, thước sào cu chiếm, sao có thể thu phục thiên hạ? Ngươi đi đi, đừng cố nài bần tăng. Vì vậy, chỉ có thể ẩn nóng để cầu bình an. Hầu hạ cho cẩn thận. Nào, lại đây. Dương công tử lâu rồi không gặp. Ngươi đi hầu hạ đi. Bên đó, mấy vị đại gia, núi này đường xa lắm, chắc chắn vừa đói vừa khát. Chi bằng tôi gọi mấy cô nương qua nói chuyện uống rượu cùng mấy vị, cho chúng ta một gian phòng. Nhiều người thế này, chỉ cần một gian phòng thôi sao? Có không? Có. Hãy nhớ là chúng ta chỉ cần rượu và rau, còn lại không cần. Sẽ làm đúng ý ngài. Mời bên này, mời bên này, mời lên lầu. Các vị đại gia, mời lên lầu. Các cô nương, mấy vị đại gia, mời lên lầu. Hầu hạ cho tốt, hầu hạ đó. Lý công tử đi cẩn thận. Cha, giang hồ lệnh đã phát hết đi, những kẻ không nghe theo con đã giết hết rồi. Bây giờ người trong võ lâm đều tình nguyện tôn cha làm minh chủ. Được. Vậy Tô Năng có phải đang gạt cha? Còn có ý gì? Dân lô đao pháp dùng cho Ô Đao, đao có thể chấn động, nội lực toàn bộ dồn lên đao. Thế nhưng bây giờ, cho dù nói thế nào, bây giờ công lực của cha tăng mạnh, có lẽ do công lực chưa đủ. Tô Năng gần đây có động tĩnh gì không? Vẫn như trước kia, thi thoảng tới Thúy Thanh Lâu. Quả nhiên là bức tường mục nát không thể dựa vào. Chúng ta lúc nào động thủ? Chúng ta nhất định phải tìm được cơ hội tốt nhất, phải nhất kích tức trúng. Còn Dượng Diên lão thất này, xuống núi thanh thế không nhỏ, đều là võ lâm bài loại. Nhưng Ngụy đại nhân không phải bọn chúng giết, nhìn thủ pháp không giống, có vẻ giống Vô Quyết Đao hơn.
Rồng mạnh không ép rắn trên đất. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Phái ngươi hành thích Bổn Dương, Bổn Dương sẽ cho hắn cơ hội này. Truyền tin xuống, mấy ngày nữa chúng ta tới Càn Dương Sơn Trang coi chuyện náo nhiệt của giang hồ. Dạ. Đợi đã, tin tức ta muốn tới Càn Dương Sơn Trang khi truyền đi phải để ai cũng biết. Chúng nhất định sẽ hành động giữa đoạn đường phục kích Bổn Dương. Thay vì lục soát toàn thành, chi bằng dụ rắn ra khỏi hang tung mình. Đây là cơ hội quá hoàn hảo. Phạm Tư Thành đi Càn Dương Sơn Trang chắc chắn thế mỏng, mai phục giữa đường, công thành thân thoái, tránh động tĩnh quá lớn, không thể rời khỏi Nhượng Châu. Đây liệu có phải cái bẫy Dương Trống mở cờ thế này? Không giống cách làm của hắn. Động thủ. Phạm Tư Thành, người thân là quận Dương Nhuận Châu, được hoàng ân chiếu cố, lại bóc lột dân chúng, dám nuôi võ sĩ mua đồ bất chính. Hôm nay ta phụng hoàng mệnh tới đây, lấy cái đầu của ngươi, nạp mạng đi. Kịch hay bắt đầu rồi. Sớm biết cậu hoàng đế phái cao thủ thần sách quân các ngươi tới thích sát Bổn Dương, Bổn Dương đã chờ các ngươi nhiều canh giờ rồi. Kiều Trang chủ, may để Bổn Dương và các vị anh hùng được thấy chân lô đao pháp của ông, vậy lão phu xin thể hiện tài mọn. Dương Lô Đao Pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Thank you.
Đạo Pháp. Đừng đuổi nữa. Kiều Tấn Phong, ta thực sự phải thay đổi cách nhìn với người. Phiền cô nương ra ngoài để ý giùm. Đại hiệp là ai? Lẽ nào đại hiệp cũng là triều đình phái tới? Tại hạ vô tình nghe được các vị nói chuyện, biết các vị là do triều đình phái tới, thích sát nghịch tặc Phạm Tư Thành, vì vậy đã đi theo các vị tìm hiểu sự việc. Đa tạ đại hiệp cứu giúp. Tại hạ Di Bôn là thống lĩnh thần sách quân. Tại hạ Trần Nhất Thức, Phạm Tư Thành hiện nay có, Kiều Tấn Phong cùng đám giang hồ bại loại, không phải đối thủ mà chúng ta có thể đánh bại bây giờ. Thực ra hoàng thượng sớm đã biết Phạm Tư Thành ý đồ mưu phản, bèn kêu hắn về kinh làm quan. Không ngờ Phạm Tư Thành là kẻ gian tà, giả bệnh không đi. Hoàng thượng nhân từ, bèn phái ngự sử Ngụy đại nhân tới khuyên nhủ. Không ngờ Ngụy đại nhân này lại chưa tới được đất Duận Châu đã bị hắn ám sát. Hoàng thượng hay tin vô cùng tức giận, bèn phái bọn ta bí mật tới hành thích Phạm Tư Thành. Không ngờ Phạm Tư Thành này thủ nhãn thông thiên, sớm đã liệu được chuyện này, bày kế ám hại ta. Tiếc cho ba vị huynh đệ của ta mất mạng ở đây. Những kẻ ác nhân này không chỉ là kẻ địch của triều đình, mà còn là kẻ thù của ta. Nhìn đao pháp của quân đài, có phải là đệ của Càn Dương? Không giấu đại hiệp, Kiều Tấn Phong đã giết sư phụ ta, có thâm thù tàn sát đồng môn. Trước mắt chuyện hành thích đã bị bại lộ, vì thống lĩnh ở lại đây đã không còn an toàn. Không giết được Phạm Tư Thành, giữ lại cái mạng này có ý nghĩa gì? Chuyện thích sát chúng ta phải nghĩ kế lâu dài. Không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Đại hiệp thận trọng, hãy chú ý nghỉ ngơi. Sư phụ, đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ sư phụ quan tâm. Đệ tử tưởng Dân Lôi Đao Pháp này cả giang hồ không ai hay biết, ai ngờ lại xuất hiện kẻ lạ mặt này. Lúc ngươi lấy khúc phổ ở chỗ Thẩm Thu Bạch, có ai khác nhìn thấy không? Chắc chắn không có. Chuyện cơ mật thế này, đệ tử đâu dám sơ suất. Cho dù thế nào, phải tìm được người này về dưới trướng quận Dương. Cũng không phải sư phụ mong vậy. Đợi đao pháp ta luyện thành công, hiệu lệnh Võ Lâm, củng cố vị trí minh chủ, dựa vào hắn muốn sắp xếp ta, không tưởng sư phụ minh giám. Người nghỉ ngơi đi, về sau chuyện Sơn Trang người phải vất vả rồi. Đệ tử hiểu. Nói, trước khi cha người chết, có giao Dân Lô Đao Pháp cho ai khác không? Dân Lô Đao Pháp không truyền người ngoài, trừ khi là kế nhiệm trang chủ. Cha ta nếu như tai thế, sao lại để Dân Lô Đao Pháp rơi vào tay người ngoài? Mấy tháng gần đây có ai tới tìm ngươi không? Chuyện này kỳ lạ quá. Không được hay tin,
nói tên thích khách chạy trốn kia từng xuất hiện ở Thúy Thanh Lâu. Thúy Thanh Lâu. Dạ. Mạng của tên thích khách không quan trọng với ta, quan trọng là người hắn cứu đi. Dạ. Kỷ diện Tô Năng thường tới chính là Thúy Thanh Lâu. Con đi kiểm chứng đi. Nhớ, dù có nhìn thấy gì, gặp chuyện gì cũng không được ra tay, cha hãy yên tâm. Đây. Dạ. Là ta. Di đại hiệp khỏe chút nào chưa? Đa tạ cô nương. Là ai? Sư phụ, sao vậy? Có chuyện rồi. Mau thay đệ tử. Chuyện gì? Sư phụ tốt nhất nên tự mình đi coi. Sư phụ. Sư phụ. Thần Nhi. Chắc chắn là ngươi. Nói. Thích khách hàng thích quận dương hôm đó rốt cuộc là ai? Tôi không biết. Sư muội, muội nghĩ kỹ lại coi, cha muội trước khi chết có đưa đao pháp cho ai coi không? Muội là thân nữ nhi, sao biết được chuyện ân oán giang hồ? Nói. Ngươi còn giao đao pháp cho ai nữa? Từ khi ngươi giết chết cha ta, bá chiếm Càn Dương Sơn Trang, ta luôn bị giam cầm ở đây. Làm sao ta biết được ai trộm đao pháp? Hôm nay nếu như ngươi không nói, đừng trách lão phu lấy cái mạng của ngươi. Sư phụ, Dân Lô đao pháp vẫn chưa luyện thành công, đợi đại công cáo thành, giết cô ta vẫn chưa muộn. Bất kỳ ai cũng không được học Dân Lôi đao pháp. Nếu bị phát hiện, đây chính là kết cục. Rõ, rõ. Sư phụ, Dân Lôi đao pháp này ngoài sư phụ, đệ tử chưa từng đưa ai coi. Sư phụ không nghi ngờ người. Hơn nữa công phu của ngươi căn bản không hạ được thần nhi của ta. Dạ, dạ, dạ. Nào, ăn nho đi. Sư phụ. Sư phụ. Người quả nhiên ở đây. Sư huynh gặp bất trắc, con vẫn còn lo sợ nên tới đây mượn rượu giải sầu. Ta nghe nói lần trước thích khách hành thích quận dương cũng từng tới đây. Cái gì? Người hành thích quận dương cũng từng tới Thúy Thanh Lâu? 3 tháng trước, khi ta bắt đầu luyện Dân Lô đao pháp, ngươi cũng thường xuyên tới Thúy Thanh Lâu. Mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện một người dùng Dân Lô đao pháp hành thích quận dương, ngươi không thấy có gì trùng hợp sao? Đệ tử hoàn toàn không hay biết vậy. Thần Nhi theo ngươi tới Thúy Thanh Lâu, ngươi cũng không biết sao? Cái gì? Sư huynh theo đệ tử tới Thúy Thanh Lâu? Không phải, đệ tử không hay biết gì. Có lẽ là vì có tư tình nên chuyện khác không bàn tới nữa. Điều hắn nói có thiệt không? Hoàn toàn đúng ạ. Không sai một chữ. Được. Giết cô ta đi.
Sư phụ, chuyện này đâu liên quan tới nàng. Ta không muốn những chuyện này bị nhiều người nghe thấy. Mong sư phụ khai ân, nàng là người phụ nữ đệ tử yêu nhất. Vậy thì có làm sao? U nhược quả đoán, làm sao nên đại sự được? Không động thủ, lẽ nào muốn những huynh đệ thay ngươi động thủ? Đây mới là ngươi làm đại sự. Ta về Sơn Trang đợi ngươi. Sư phụ, đàn ông nên biết cái gì quan trọng với bản thân, cái gì không quan trọng. Một kỹ nữ ti tiện thôi, đợi ngươi hô phong quán vũ trên giang hồ, muốn nữ nhân thế nào chả có. Sư phụ dạy phải. Lần trước người che mặt kia tuy đao pháp chưa thuần thục, nhưng sư phụ sợ nếu thực sự động thủ, chưa chắc đã thắng được hắn. Nhưng lô đao pháp mà sư phụ lĩnh ngộ dường như còn thiếu gì đó. Sư phụ, đệ tử có cách này. Có điều đệ tử sợ nói ra sư phụ sẽ quở trách. Nói ra nghe coi. Nhưng lô đao pháp này sở dĩ khó lĩnh ngộ là bởi vì đao phổ đã thành cầm phổ, mỗi người lý giải khác nhau nên sẽ lĩnh ngộ khác nhau. Sư phụ, nếu như sư phụ dùng danh nghĩa minh chủ, quảng phát anh hùng thiếp, hiệu triệu các lộ anh hùng trong thiên hạ tới nghe đàn, chắc chắn sẽ có người nghe hiểu được cầm khúc. Chỉ cần sư phụ luyện được chân lô đao pháp thì không cần sợ bất kỳ ai. Nhưng mà nếu thật sự có người nghe hiểu thì sẽ nói với ta thế nào? Chuyện này đệ tử ắt có cách. Sư phụ, dân lô đao pháp này là pháp bảo danh chấn giang hồ. Trên đời này luận âm luật, ngoài cố thẩm trang chủ, không ai có thể bì lại sư phụ. Tại sao sư phụ không đi? Ra là Vũ Sơn là tri kỷ sinh tử, sao có thể đi?
giúp đám bại hoại bất nghĩa, tranh chấp giang hồ. Không hiểu cái gì chính là danh, thiện ác cuối cùng sẽ có báo. Tới lui là vì sao cơ chứ? Quên ngồi mặt mũi tới gặp ta sao? Sư muội, muội nên biết là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chúng ta phải hiểu rõ thời thế. Phải, là muội ngu muội nên mới tin tưởng huynh, giúp huynh để kẻ thù giết sư phụ, luyện thành đao pháp, để huynh tiền đồ rộng mở. Đúng rồi, muội suýt quên mất, huynh đã sớm không phải đệ tử của cha muội, huynh là đệ tử của Kiều Tấn Phong. Muội cũng suýt quên mất, huynh vì ông ta mà nhận một vết thương chí mạng. Đúng là anh hùng trung hiểu vẹn toàn. Sư muội ta, Tô công tử. Tiểu nữ chỉ là người bị giam cầm không thức thời, không phải là sư muội gì của công tử. Những chuyện trượng kiếm sinh nhai, tiểu nữ sớm đã quên rồi. Quận Dương, đây là mật lệ chi mà sư phụ phái người lên đỉnh Nam lấy về, để dùng với quy linh cao của ngài, có tác dụng quá đờm thành phế. Sư phụ nói thế này sẽ không đắng nữa. Vẫn là Kiều trang chủ hiểu ta. Còn chuyện gì sao? Khởi bẩm Quận Dương, gia sư mời ngày mai sợ giá tới Càn Dương Sơn Trang. Sư phụ đã luyện thành Dân Lô Đao Pháp, mời thiên hạ anh hùng cùng chứng kiến. Vì vậy muốn mời ngài tới cùng chúc mừng. Được, bổn dương sẽ cho Kiều trang chủ. Không, là Võ Lâm minh chủ mới, chút ít thể diện. Đa tạ Quận Dương. Hân hạnh các vị đồng đạo hôm nay tập trung ở đây giúp Kiều mổ phá giải đạo pháp. Ta đảm bảo dù là ai thành công đều có phần thưởng hậu hĩnh. Nhiều bạc về sao? Đúng đó. Lão phu xin đa tạ trước.
thế nào các vị? Có nghe ra điều gì không? Thư sinh bất tài, nhưng đã lưu giữ thế gian cầm phổ. Dù cho không hiểu, nhưng không hề nghe ra gì. Mà khúc nhạc này đúng là rất mới, mà người soạn ra kỹ nghệ cao siêu. Nhưng nếu nói trong khúc nhạc có Dân Lôi Đao Pháp, ta thật sự hoài nghi. Hôm nay nghe xong, càng chắc chắn hơn cái này chẳng qua là một sự bịp bợm. Khúc nhạc này chẳng có gì. Có lý đó, trang chủ. Lẽ nào đã bị người ta gạt rồi? Nói thế là sao? Phạm Tư Thành, hôm nay người khó mà chạy thoát. Chúng ta trúng kế rồi. Quần Dương chỉ là một thống lĩnh thần sách, ngài không cần lo lắng. Hai tên Võ Lâm Bại Hoại các ngươi trợ giúp tham quan, tác yêu tác quái. Hôm nay ta thay mặt cả Võ Lâm tiêu diệt các ngươi. Mau, hộ tống bổn Dương về phủ. Mau mau. Cao thủ hôm nay tới đây, lão phu tin rằng trong số các vị chắc chắn có người nghe ra môn đạo, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Nếu ông không tin chúng ta, tại sao còn gọi chúng ta tới? Bởi vì ta có cách khiến các người nói sự thật. Đám cung tiễn này đều là thủ hạ của Quận Dương, có thể chế tác binh khí. Lão phu hôm nay mượn dùng. Năm xưa Thẩm Vũ Sơn cũng chết vì đám cung thủ này. Vì vậy ta khuyên các vị đừng có rượu mời không uống. Tiếp sau đây, mời các vị tỷ thí võ nghệ. Quy tắc là tử đấu cho tới khi một người còn sống sót cuối cùng, không ai được chạy thoát. Đây chính là kết cục. Ô đao này cho các vị mượn dùng.
đừng đánh nữa. Tới lúc nguy hiểm tới tính mạng, nếu như có người ngộ ra tâm pháp, chắc chắn sẽ dùng tới nó. Dù hắn cần thời gian luyện tập, nhưng Dân Lô Đao pháp này là võ công thượng thừa nhất, chỉ cần dùng được một ít thì có thể đánh bại đối phương. Chỉ cần sư phụ nhìn ra điểm mấu chốt, với công lực của sư phụ tiêu diệt người cuối cùng chắc chắn không phải chuyện khó. Như vậy là được, đại công cáo thành rồi. Kiều trang chủ, cứu tôi. Đi. Là các ngươi. Còn ta nữa. Thì ra là ngươi. Là ta. Trang chủ, trước khi đại nạn, ta muốn các con mau đi đi. Sư phụ đối với con ân trọng như núi, dù là phúc quả, chúng con thề sẽ chết ở lại Sơn Trang. Cùng lắm thì liều cái mạng này, nghe ta nói. Nhất thức. Nhưng lô đao pháp này giao cho con, rủi như ta chết rồi, con phải học được đao pháp. Sau này, tái hưng bằng phái. Sư phụ, đừng khóc, đừng khóc. Càn Dương Sơn Trang về sau dựa vào con. Tô Năng, sư phụ. Thu Bạch là con gái duy nhất của ta. Ta từng hứa với sư mẫu của các con sẽ nuôi dạy nó thiệt tốt. Xem ra lời hứa này không thể thực hiện rồi. Con phải bảo vệ nó. Lạc Nhi, cha. Thu Bạch, giao cho con đó. Cha, con không đi. Cha là Võ Lâm Minh Chủ, không thể bỏ đi. Các con đều là những đứa con ta yêu quý, vì vậy các con phải đi. Chuyện không thể chậm trễ. Đi ngay đi. Nhất thức, Tô Năng, hai con chia nhau ra. Sau này nghĩ cách gặp lại nhau sao? Sao vậy? Sư huynh, chúng ta vẫn còn một cơ hội đoạt lại Sơn Trang. Sư huynh, có kế hoạch gì sao? Người quyết định báo thù, khó tránh khỏi giấy bẩn thiện ác. Một khi bắt đầu không thể quay đầu. Muốn làm chuyện này, phải loại bỏ mọi thiện niệm, không đặt mục tiêu, không dừng lại. Nếu mọi người không muốn như vậy, thì chúng ta tháo chạy từ đây. Từ nay mai danh ẩn tích, sống qua ngày, vậy thì cũng không phải không được. Được. Nếu như vậy rồi, hai người từ nay nghe theo huynh dặn dò, không được tự ý hành động. Được. Thì ra từ đầu tới cuối, Dân Lô Đao pháp không hề nằm trong chiếc đàn. Đúng vậy. Đao phổ thực sự nằm trong tay sư đệ ta. Như vậy, dù ngươi nghe đàn có vui tai thế nào, cũng đều là giả. Ta biết ngươi bản tính đa nghi, nên ta và sư muội nghĩ ra âm dương kế, thiệt giả lẫn lộn. Ta những nhìn để sống là để báo thù cho sư phụ. Huynh nói có thiệt không? Sư phụ, đệ tử đâu dám giấu giếm. Hơn nữa, đệ tử không hiểu âm luật, biết bắt đầu từ đâu. Thần nhi, nếu như có thể nhanh nhẹn bằng một nửa người thì tốt. Như vậy, người sẽ không nghi ngờ chuyện đao phổ ở trong tầm phủ.
là do ta nghĩ ra để gạt ngươi mà thôi. Làm ngươi lo lắng, ta sẽ không giao đao phổ thiệt cho ngươi. Từ đó, sư đệ có thể chuyên tâm luyện công, chờ đợi cơ hội. Di An cô nương, ta muốn nhờ cô giúp đỡ. Tô đại ca nặng lời rồi. Di An tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng cũng hiểu có ân báo ân. Đại ca với tiểu muội ân trọng như sơn, có thể làm chút chuyện gì đại ca là chuyện nên làm. Đây là sư đệ ta Trần Nhất Thất. Càn Khôn Sơn Trang bị ác nhân chiếm hụt, sư phụ bị giết hại. Đây là thâm thù chúng ta nhất định phải báo. Vì vậy, ta phải tìm nơi ẩn nấu cho sư đệ, chỉ biết nhờ cô thôi. Tô đại ca xin cứ yên tâm, chúng ta cùng chung hoạn nạn, là một đôi thần tiên quyến lữ có được không? Chàng không được gạt người ta đâu nha, đã bao giờ gạt nàng đâu. Sư đệ ta đâu? Sư huynh, đạo pháp luyện thế nào rồi? Bình thường ở trong phòng, chỉ có những lúc trời tối tới bên hồ tập luyện. Vậy chỗ huynh thế nào? Vẫn ổn. Lão tặc cắn câu rồi. Dù có là giả, cũng không thể để người ngoài biết. Từ khi ngươi giết Cầm sư, ta đã biết không thể để lộ ra Dân Lô đạo pháp nhất chiêu nhất thức, nếu không sẽ làm ngươi nghi ngờ. Muốn thích sát quận vương sao? Không sai, tốt quá rồi. Như vậy chúng ta có thể hợp lực diệt trừ tận gốc đám giang hồ bại loại. Có điều chuyện này phải tùy cơ ứng biến, không thể cưỡng cầu. Sư huynh, huynh yên tâm, nói chuyện chính xong uống rượu thôi. Ai đó? Không thể để ông chết thoải mái được. Ta muốn ông nếm trải cảm giác chúng phản thân ly. Tại sao lại phải đợi? Khi bằng bây giờ giết hắn ngay đi, đoạt lại sơn trang. Bây giờ giết hắn vẫn chưa chắc chắn thành công. Một khi bại lộ, những chuyện trước kia đều là lãng phí. Còn cả sư muội, muội ấy ẩn nhẫn thời gian lâu như vậy, chính là vì đợi thời cơ thích hợp. Huống hồ còn có tên quận vương kia, dù bây giờ có thể giết hắn, còn đám đệ tử thủ hạ, chúng ta cũng không đoạt lại được sơn trang. Để mặc kệ sơn trang, đệ muốn báo thù cho sư phụ. Nhiệm vụ của đệ bây giờ là gấp rút luyện đao pháp thành công. Ta muốn trước khi hắn chết nếm thử mùi vị của chúng phản đi thân. Tô đại ca nói đúng đó. Trần đại ca, huynh hãy nghe huynh ấy đi. Giết cô ta đi. Ta nói rồi, bây giờ chưa phải lúc. Rốt cuộc lúc nào mới là thời điểm? Di An đã chết rồi, không thể để tính mạng sư muội mạo hiểm.
chúng ta nhìn tới bây giờ chính là vị sư phụ báo thù cho các đệ tử Càn Dương Sơn Trang và Di An chết thảm dưới đao của ta. Cuối cùng thời cơ đã tới. Được lắm, Trần Quân Đệ, đạo pháp hay lắm. Đúng là đạo pháp giỏi. Nếu như ô đao trong tay không hề thua kém sư phụ, đệ nhất định phải dùng ô đao giết tên lão tặc này. Lão tặc này đã trúng kế của ta. 3 ngày sau ta sẽ tiếp ứng ở Càn Dương Sơn Trang. Sư đệ, đệ và Di thống lĩnh mai phục ở cánh rừng ngoài Sơn Trang. Ta sẽ dụ quận dương tới đó, các đệ hợp lực giải quyết hắn. Chuyện này liệu có thuận lợi như chúng ta nghĩ không? Với những gì ta hiểu về Kiều Tấn Phong, hắn chắc chắn sẽ không cho đám người kia sống mà đi ra khỏi đó. Tốt quá rồi. Kiều trang chủ quả nhiên đúng là như ta dự đoán. Đám giang hồ bại hoại này đều đáng chết. Chính bọn chúng đã đẩy sư phụ ta vào cảnh thân cô thế cô. Vì vậy ta phải mượn tay ngươi giết chúng. Vị trí giang hồ minh chủ. Dũng dĩ là phải tranh đoạt như vậy. Ta phải giết hết các ngươi, báo thù cho thần nhi của ta. Hôm nay sẽ cho ngươi được như ý, cho ngươi chết dưới đao pháp mà cả đời ngươi theo đuổi. Sư huynh, lão tặc này để lại cho ta.
nay thù lớn đã báo, sư phụ cũng được yên nghỉ rồi. Trần A đã định, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Về sau phải làm thế nào? Phải dựa cả vào đệ rồi, Trần trang chủ. Không sư huynh, đệ không thể làm trang chủ, chúng ta vẫn phục huynh hơn. Càn Dương Sơn Trang trước khi vào tay Kiều Tấn Phong là một tấm gương của võ lâm chính phái. Bao đời trang chủ đều là cao nhân có đức. Ta theo Kiều Tấn Phong làm bao nhiêu chuyện xấu, không xứng với vị trí trang chủ. Nhưng huynh là vì báo thù cho sư phụ mà. Thiện ác thế gian luận theo nhân quả, trồng quả ác là kẻ ác. Huống hồ đệ đừng quên những gì sư phụ dặn dò đệ. Nói thiệt, đệ chưa từng sợ thứ gì. Có điều ở bên cạnh huynh đúng là có chút nổi da gà. Phải đó, huynh đã ở trong vô gian luyện ngục, đi qua kiếp này là người là quỷ cũng không phân biệt được. Huynh nghĩ chi bằng ở lại sơn trang sống mơ hồ, chi bằng đi qua một kiếp sống gió lớn. Cái gọi là tương nhu dĩ mạc, tương dông du giang hồ. Giang hồ, giang hồ. Nếu như không phải sư phụ dặn dò, đệ cũng quên mất có giang hồ này. Chi bằng cùng sư huynh quy ẩn sơn lâm, sống cuộc đời điền viên bình thường. Được. Giang hồ, cha đã từng nói lòng người chính là giang hồ. Nếu như không đi qua lòng người, sao có thể thoát khỏi giang hồ? Sư huynh không đưa muội đi cùng sao? Lần này ta đi xa là vì muốn sóng to gió lớn, tẩy sạch tội ác. Càn Dương Sơn Trang là nhà của sư muội, để muội ấy ở lại là tốt nhất với muội ấy. Đệ hiểu rồi. Dù là sóng to gió lớn,